Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Sound Studio. Hôm nay cho mình bán hàng xíu nha. Thì mình giới thiệu cho mọi người một cái dịch vụ cài phần mềm thu âm hotline. Thì mình cài trên các cái phần mềm chuyên nghiệp như là Studio One hay là Cubase, cài trên Mac cũng được nữa. Thì để mà cài cái sử dụng cái dịch vụ cài phần mềm này á, thì mọi người cần phải có cái sao card này, micro và máy tính. Đó là những cái thiết bị cơ bản nhất để mọi người có thể sử dụng cái dịch vụ này. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hát trên cái project mà mình cài, mình mix cho cái giọng của mình và cái thiết bị của mình. Thì mình sử dụng cái thiết bị nó cũng hơi xịn xíu, hơi mắc mắc á. Là mình đang sử dụng cái micro AKG C214 này với lại cái Soundcard Studio 192, Presonus 192 đó. Đây này, cái Soundcard này này. Đó, mọi người nhìn là cái cục màu xanh xanh này này, đó, cái này này, à, cái cục này này. Đó, thì đây là cái soundcard của phòng thu á, thì nó có nhiều đầu ra đầu vào và cái chất lượng âm thanh nó cũng sẽ tốt hơn. Đó, thì mọi người dùng soundcard bình thường cũng được thôi. Thì cái gói cài nó khác nhau ở cái độ nhiễu tiếng và cái độ méo tiếng á. Đó, thiết bị tốt hơn thì ít bị nhiễu tiếng, ít bị méo tiếng hơn. Nhưng mà đặc biệt khi mà cài với project á, thì nó hay một cái là nó khắc phục được các cái nhược điểm của micro, của soundcard và thậm chí là của giọng hát luôn. Mình có thể có nhiều cái plugin, nhiều cái công cụ để lọc tạp âm mà. Rồi tăng giảm tông tự động gì đó. Thì nó mình sẽ cài sẵn hết luôn. Thì mọi người nhìn lên màn hình này. Nó kiểu như này nè, mình ví dụ mình đang sử dụng phần mềm Studio One đúng không? Thì mình sẽ cài sẵn một cái project như vậy. Và mình sẽ tiến hành làm cho mọi người xem là khi mình cài xong á, là mình sẽ bỏ một cái bài hát bất kỳ và mình thu thử nha. Còn nếu mà khi mọi người livestream thì đơn giản thôi, mọi người sẽ mua thêm một cái cọng dây live, cắm vào cái điện thoại để live trên Facebook, lên YouTube hay là trên Bigo cũng được. Còn không, nếu mà máy tính, ai mà dùng máy tính có card màn hình rời á, tức là máy tính mạnh á, thì mọi người sẽ live bằng OBS. Mọi người sẽ livestream bằng OBS. Ví dụ mình cho mọi người xem nha. Đây. Ví dụ mình mọi người xem cái camera này này. Đó, mình đang quay lại cho mọi người bằng cái OBS đó. Thì mọi người livestream cũng có thể là live trên OBS được luôn. Thì nếu mà sử dụng dịch vụ cài phần mềm thì mình sẽ hỗ trợ mọi người cài được luôn nha. Sử dụng trên OBS được luôn. Nhưng mà tất nhiên là phải đòi hỏi cái máy tính nó mạnh á. Phải có card màn hình rời nó mạnh xíu thì mới live trên OBS được. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thu âm thử nha. Bây giờ mình bỏ một cái bài hát vô, mình thu âm. Live thì cũng vậy thôi. Live thì mọi người không cần bỏ bài hát vô phần mềm. Livestream thì mọi người sẽ hát trực tiếp trên YouTube được luôn. Thì bây giờ mình, ví dụ mình thu âm đây ha. Mình đang thu bằng OBS cho nên là mình sẽ bỏ cái bài hát vô đây để mình thu thử nha. Rồi mình sẽ lấy cái file âm thanh ra. Rồi, nó xuất cho mình một file âm thanh. Xóa này đi. Thì các cái thao tác sử dụng á, thì khi cài mình sẽ, một á, ở gói cài cơ bản á, thì mình sẽ gửi video. Còn những cái gói cài cao hơn thì mình sẽ hướng dẫn và gửi thêm video cho mọi người. Khi mà quên, mọi người sẽ sử dụng lại nha. Sẽ xem lại. Rồi. Sẽ dò tông nha. Rồi bây giờ mình hát luôn nha. Cái này mình cũng đã chỉnh sơ sơ cho cái giọng của mình vào rồi. Thì mọi người nghe thử nha. Nãy giờ là mình đang tắt vang á, để mình nói chuyện cho mọi người cho nó dễ ha. Nói chuyện cho dễ nghe chứ không vang vọng nó khó nghe quá. Ok, rồi. Bật vang lên nha. Bật autotune luôn. Rồi bây giờ mình dò tông mình hát luôn nha. Mọi người nghe xem là mình sẽ thu lại luôn. Là chút mình nghe cái chất lượng âm thanh mộc này và âm thanh đi qua phần mềm thì nó khác nhau nhiều hay không nhé. Rồi bây giờ mình thu luôn nha. Mình dò tông và mình hát luôn này. Hello, 1, 2. Thank you.
không mình không được khóc, bởi vì mình là đàn ông. Hôm người ta đến nhà, tôi đứng trông theo từ xa. Ngày mai nàng là dâu mới, nụ cười rạng ngời trên môi. Lời thề thốt đúng như câu chuyện trên phim, người ta bảo đừng có tin. Câu chuyện người ta mình từng nghe qua, giờ đây mình là người ta. Chỉ cần một phút chúng ta có thể bên nhau, còn quên cần cả đời phải không? Hôm ấy vui từng bước, tiếng vui chúc mừng, còn tôi lặng người, nước mắt rơi như dòng sông. Hôm nàng đi lấy chồng, nước mắt tôi như dòng sông. Không mình không được khóc, bởi vì mình là đàn ông. Hôm người ta đến nhà, tôi đứng trông theo từ xa. Ngày mai nàng là dâu mới, nụ cười rạng ngời trên môi. Lời thề thốt đúng như câu chuyện trên phim, người ta bảo đừng có tin. Câu chuyện người ta mình từng nghe qua, giờ đây mình là người ta. Chỉ cần một phút chúng ta có thể yêu nhau, còn quên cần cả đời phải không? Hôm ấy vui từng bước, tiếng vui chúc mừng, còn tôi lặng người, nước mắt rơi như dòng sông. Lời thề thốt đúng như câu chuyện trên phim, người ta bảo đừng có tin. Câu chuyện người ta mình từng nghe qua, giờ đây mình là người ta. Chỉ cần một phút chúng ta có thể bên nhau, còn quên cần cả đời phải không? Hôm ấy vui từng bước, tiếng vui chúc mừng, còn tôi là người, nước mắt rơi như dòng sông. Hôm ấy vui từng bước, tiếng vui chúc mừng, còn tôi là người, nước mắt rơi như dòng sông. Rồi, mình hát một lần luôn. Còn khi mà mọi người thu âm ở nhà đó, thì mình tắt autotune luôn nha. Khi mà mọi người thu âm ở nhà thì không cần hát lần, mọi người có thể thu qua thu lại nhiều lần được. Đấy. Ôi, mình tắt đi ha. Đó thì mình có thể cắt ghép, mình thu lại được ha. Mấy cái thao tác này thì mình sẽ hướng dẫn sau. Và nếu mà những ai mà sử dụng dịch vụ của mình thì mình hướng dẫn luôn nha. À, mọi người nghe lại nè, mở mail lên mọi người nghe lại. Mọi người có thể điều chỉnh lại cái autotune được nha, tức là cái độ trong của giọng hát. À, nó mượt mà hơn à. Sau khi thu xong thì chúng ta có thể là sử dụng Melody đấy để canh chỉnh lại chân phô lật nhịp, nữa là ok xuất file thôi à. Còn không thì để như vậy. Ai mà hát tốt nha, những ai mà hát tốt á là thu xong, hầu như mình thấy thu xong lần xong xuất file là nó ra âm thanh ok được luôn á à. Rồi mình bật autotune lên mọi người nghe lại ha. Hôm nàng đi lấy chồng, nước mắt tôi như dòng sông. Không mình không được khóc, bởi vì mình là đàn ông. Hôm người ta đến nhà, tôi đứng trông theo từ xa. Ngày mai nàng là dâu mới, nụ cười rạng ngời trên môi.
lời thề thốt đúng như câu chuyện trên phim. Người ta bảo đừng có tin câu chuyện người ta mình từng nghe qua, giờ đây mình là người ta. Chỉ cần một phút chúng ta có thể bên nhau, còn quên cần cả đời phải không? Hôm ấy vui từng bừng, tiếng vui chúc mừng, còn tôi lặng người, nước mắt rơi như dòng sông. À, mọi người nghe xem âm thanh nó có ok không nhé? Thì mình chỉnh xong rồi đó. À, thì bây giờ mình chỉ cần là bấm P rồi xuất file thôi. À, thì cái những cái thao tác này mình sẽ không có nói ở đây. À, chủ yếu là mình giới thiệu cho mọi người cái dịch vụ cài phần mềm nó như thế nào. À, thì mọi người phải tắt cái bàn này, mọi người phải chuẩn bị cái thiết bị ha. À, rồi call nhắn tin trong Zalo thôi, thì mình sẽ tư vấn cho mọi người. Rồi cái video này chủ yếu không phải hướng dẫn giới thiệu cái dịch vụ cài phần mềm của phòng thu âm Sound Studio thôi nha. Rồi mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về dịch vụ á thì comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin vào cái số Zalo của mình ha. Mình sẽ để cái bảng giá tham khảo cài phần mềm, bảng giá dịch vụ á ở link mô tả, hoặc là mọi người vào cái website của mình á, theson.com.vn để tham khảo bảng giá cài phần mềm nha. Rồi mọi người đăng ký kênh để theo dõi những clip của mình nha. Mình có những clip về hướng dẫn mix nhạc này, nói chung là tất cả những cái vấn đề xoay quanh phòng thu âm, về âm nhạc, về âm thanh nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip hướng dẫn và những cái video khác về những cái chủ đề khác của Sound Studio. Xin chào mọi người, bye.